Chào các bạn, đây là cái đai đeo để dưới điện thoại ở trước ngực. Thì với cái đai này các bạn có điện thoại rồi, các bạn sẽ dùng nó như là một cái camera hành trình để các bạn có thể quay khi đi xe máy hoặc là quay khi đi bộ. Rất là vui, tối hôm qua mình đã từng sử dụng. Thì cái này nó sẽ gắn vào người giống như một cái đai như vậy. Rất là đơn giản để gắn. Có một cái khóa ở đây. Các bạn lột ra như vậy, nó sẽ như vậy. Và nguyên một cái cục này nó có giá là 200.000 đồng. Mình thấy là nó giống như là cái phiên bản copy của cái đeo được của GoPro, nhưng mà cái phiên bản này là của cho điện thoại, do đó là và giá nó rẻ hơn. Đó, các bạn gắn vô như vậy là xong. Các bạn muốn nó không cắn thì các bạn xoay cho đúng cái chiều. Và ở đây nó có khóa để các bạn tăng giảm được cái độ siết vào trong người. Thì nếu có điện thoại của các bạn có chống rung tốt thì nó sẽ quay phim tốt. Thì bây giờ mình sẽ thử gắn cái HTC U của mình, U11 vào đây để mình quay phim thử cho các bạn coi. Thì cái này nó có thể tăng giảm được, do đó là nó có thể gắn được những cái điện thoại với cái kích thước màn hình khác nhau. Và ở đây nó có một cái chốt để các bạn có thể mở ra để các bạn tăng giảm được cái độ lật hay cái độ đứng của nó. Nếu các bạn đi thẳng tới thì các bạn để cho nó thẳng như vậy thì nó sẽ quay thẳng như vậy. Đó. Còn nếu các bạn là người có ngực lớn đi nó gù như vậy á, thì các bạn cần phải đỡ lên như vậy. Hay là hôm qua các bạn đi xe máy, dù mình đi xe máy mình lái xe nó như vậy thì mình cũng phải lật lên thì camera nó sẽ hướng lên như vậy. Rồi nó cũng có thể xoay được cái hướng này, hướng này, hướng này. Thì mình thấy là để thẳng là ok nhất. Thì bây giờ mình sẽ gắn vào để thẳng. Và mình sẽ bật cái chế độ quay phim. Đó, mình sẽ đi thử một vòng cho các bạn coi là cái kết quả quay phim như thế nào. Thực chất thì nếu mà cái này dùng để chạy bộ thì nó sẽ hơi lắc. Rất là lắc, không có được. Nhưng mà nếu mà ngồi xe máy hoặc là đi từ từ như vậy thì ok. Mình nghĩ là cái lợi ích nhất đó là cái chuyện các bạn đi xe máy, các bạn muốn có một cái camera hành trình giống như là mấy bạn đi xe hơi hay gắn lên trên xe á. Thì những cái bạn đi xe máy khác thường thường mua một cái action cam gắn lên nó bảo hiểm hay gắn lên ghi đông xe thì nó khá là mắc tiền. Cái này chỉ 200.000 thôi, các bạn dùng chính cái điện thoại của các bạn gắn lên và các bạn có thể làm một cái camera hành trình. Rồi, một trong những cái ứng dụng nữa là nếu các bạn muốn làm livestream mà quay kiểu đường phố đi bộ đến những khu du lịch hay là những cái thác nước hay những cái gì đó thì các bạn hoàn toàn có thể cắm cái mic vào đây và sau đó các bạn nói livestream và các bạn đi vòng vòng thì nó rất là hay. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ mình sẽ đi thử xe. Thì thường thường không ai quay 50 phút, 40 phút hay 1 tiếng cả. Chúng ta chỉ quay một đoạn đường khoảng chừng 15 phút, 20 phút hay là 8 phút gì đó thôi. Thì các bạn có thể dùng cái này, dùng điện thoại quay rất là vô tư. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Đối với các bạn thích câu cá, chữa câu nhái gì đó thì cái đai này nó giúp các bạn có thể ghi hình lại được cái khoảnh khắc tuyệt vời của bạn. Thì bây giờ mình sẽ câu thử một con cá ở dưới đây. Wow. Đó, là rồi. Đây rồi.